Của chúng ta đã quyết định sánh duyên cùng với nhau vào buổi tiệc cưới ngày hôm nay là để minh chứng cho tình yêu thật tuyệt vời và thật cao đẹp ấy. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đang hiện diện trên sân khấu là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất, và họ chính là lý do để chúng ta có mặt tại đây. Và đang hiện diện trên sân khấu ngày lúc này là chú rể Quang Trung và cô dâu Hà Phương. Xin phép được cúi chào và ra mắt tới toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa
tới quý vị thân mến và đôi bạn trẻ của chúng ta để có được ngày vui, ngày hạnh phúc thật trọn vẹn và trọng đại như ngày hôm nay là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những đấng sinh thành, những bậc làm cha, làm mẹ. Và trong ngày vui, ngày hạnh phúc tuyệt vời này, chắc chắn không thể thiếu được sự hiện diện này. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía cuối khán phòng đại tiệc cuối của thảm đỏ ngày hôm nay để cùng chào đón các vị đại diện, các bậc thân sinh, phụ mẫu đại diện cho hai bên gia đình. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, những nụ cười thật tươi, cái bắt tay thật nồng ấm thể hiện cho tình thông gia thắm thiết. Và qua ngày hôm nay, họ sẽ trở thành hai gia đình thông gia, hai gia đình như một, sẽ chung một ý muốn, chung một mục đích, mang lại hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình nhỏ của Quang Trung và Hà Phương. Đại diện các bậc thân sinh, phụ mẫu đại diện cho hai bên gia đình. Và về phía gia đình nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Lê Trung Bình và bà Bùi Thị Phi là thân sinh phụ mẫu của chú rể Quang Trung. Và về phía gia đình nhà gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Đào Duy Kiên và bà Vũ Thị Thu Hà là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Hà Phương. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và một lần nữa cô dâu, chú rể cũng như bố mẹ, các bậc thân sinh phụ mẫu đại diện cho hai bên gia đình xin phép được cúi chào và ra mắt tới toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và để cảm ơn toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý đã bớt những khoảng thời gian thật tuyệt vời, trang trọng và ý nghĩa đến tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Ngay bây giờ, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của gia đình nhà trai, ông Lê Trung Hà là bác của chú rể, sẽ đại diện cho hai bên gia đình bước lên sân khấu để gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn sâu sắc nhất. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa cô dì, chú bác, kính thưa anh em, bạn bè của đôi bên gia đình. Trong buổi lễ ngày hôm nay, tôi đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái, tôi xin có đôi lời phát biểu. Lần đầu tiên, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè của đôi bên gia đình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể hội hôn, buổi lễ trọng đại ngày hôm nay được xuất phát từ tình yêu của hai cháu Quang Trung và Hà Phương. Hôm nay được sự đồng ý của đôi bên gia đình, được sự chứng kiến nhất trí của chính quyền các cấp, hôm nay đôi bên gia đình chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Giờ phút trọng đại này, sự hiện diện của vị đại biểu khách quý, của các cụ, các ông, các bà, của cô dì, chú bác, của anh em, bạn bè đôi bên gia đình thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao đối với đôi bên gia đình chúng tôi. Đôi bên gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể hội hôn. Và cuối cùng, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và trong cuộc sống thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, tôi cũng đại diện cho đôi bên gia đình xin được mời toàn thể hội hôn mời bữa tiệc ngon miệng và chúc phúc cho hai cháu. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ thật chân thành
của bác Lê Trung Hà là bác của chú rể. Kính chúc bác và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc. Vâng, kính chào toàn thể quý vị. Vậy là những lời cảm ơn thật chân thành đã thay cho hai bên gia đình gửi tới toàn thể quý vị đã bớt những khoảng thời gian thật tuyệt vời, ý nghĩa và quan trọng của mình đến tham dự buổi lễ thành hôn của chú rể Quang Trung sánh duyên cùng cô dâu Hà Phương. Và ngay bây giờ, một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mọi tầm mắt của mình về phía sáng nhất, đẹp nhất và tuyệt vời nhất của sân khấu ngày hôm nay để cùng chứng kiến những nghi lễ thật long trọng, đặc biệt và trang trọng được tổ chức tại nhà hàng Sen trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, chúng ta hãy cùng bước lên để cùng đến với nghi lễ trao nhẫn. Xin mời hai bạn hãy quay vào nhau và qua trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu. Cặp nhẫn là minh chứng tình yêu của hai bạn. Cặp nhẫn thật tròn vẹn, không có điểm đầu và không có điểm cuối. Đại diện tượng trưng cho sự hạnh phúc thật viên mãn, dài lâu trong cuộc sống sau này. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Nhẫn tình yêu đã được đeo vào ngón áp út của cô dâu và chú rể, mang ý nghĩa gắn kết cuộc đời hai bạn đến suốt cuộc đời. Vâng, và trong giây phút thật tuyệt vời, thiêng liêng và ý nghĩa này đây, Thiên Đạt xin phép được thay lời cho hai bên gia đình, xin được tuyên bố chú rể Quang Trung và cô dâu Hà Phương chính thức kết duyên vợ chồng. Và xin mời tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc. Và ngay sau đây, xin mời chú rể và cô dâu, các bạn hãy nắm tay nhau và bước qua bên trái của lễ đài để cùng đến với nghi lễ cắt bánh trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Một nghìn tập đến quý vị, chiếc bánh là biểu tượng cho sự sẻ chia, ngọt mùi của tình yêu, là hương vị của cuộc sống. Và sau khi lễ cắt bánh này, hai bạn chắc chắn rồi sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách và cùng nhau tiến đến một hạnh phúc thật tròn vẹn và viên mãn. Tiếp theo xin mời hai bạn hãy cùng nắm tay nhau di chuyển về phía tháp diều tượng trưng ngày hôm nay để cùng đến với nghi lễ sắc diều. Cho sự nồng cháy ái ẩn của tình yêu, là khát vọng của con tim. Mỗi dòng diều đang chảy được quý như nước và mật ngọt. Nước là để tưới cho tình yêu thêm tươi thắm hơn, và mật ngọt để vun đắp hạnh phúc gia đình mai sau. Và sau nghi lễ này, hai bạn sẽ có một tình yêu thật mãnh liệt, nồng nàn và ái ẩn như tháp diều từ trưa ngày hôm nay vậy. Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc hai bạn trẻ trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng dâng những ly rượu thành kính về phía những bậc thân sinh phụ mẫu đã nuôi nấng, sinh thành và dẫn dụ để chúng ta có giây phút thật tuyệt vời này. Xin mời cô dâu hãy dâng lên bố mẹ chồng của mình. Và xin trân trọng kính mời chú rể hãy dâng những ly rượu thành kính đến với bố mẹ vợ của mình. Về vị trí tháp ly để nhận lấy hai ly rượu đẹp nhất, tuyệt vời nhất để đến với nghi lễ uống rượu giao môi. Xin mời hai bạn hãy cùng nhau tiến lên một bước đi nào. Hai bạn hãy quay vào nhau, đan chéo tay nhau và cùng uống xì rượu giao môi ngày hôm nay. Không biết được rồi quý vị,
thân mến, và quý vị phải khẳng định với tôi rằng hạnh phúc đó không chỉ là một điểm đến, mà hạnh phúc đó cả là cả 100 đường chúng ta đi qua. Và ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn tiếp tục con đường đi của hạnh phúc, nhưng sẽ với tư cách là vợ, là chồng của nhau đến cuối cuộc đời này. Và trong giây phút thật tuyệt vời này, thay lời cho hai bên gia đình, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nhau rót đầy những ly đầu uống của mình, để ngay bây giờ Tiến Đạt sẽ kết nối cô dâu chú rể cũng như các bậc đại diện cùng toàn thể quý vị nâng ly để cùng chúc mừng hạnh phúc. Một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nhau rót đầy ly đầu uống của mình, để ngay bây giờ đây quý vị và các bậc đại diện, cô dâu và chú rể sẽ cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Quang Trung và cô dâu Hà Phương. Và quý vị đã sẵn sàng ly đầu uống của mình trên tay chưa? Vâng ạ, và quý vị đã sẵn sàng ly đầu uống thật đầy, thật tuyệt vời của mình trên tay chưa? Và ngay bây giờ Tiến Đạt xin bắt nhịp 3 lần 2 3, và đến lần cuối cùng quý vị hãy hô thật lớn rằng chúc mừng hạnh phúc được ạ. Vâng, một lần nữa quý vị đã sẵn sàng ly đồ của mình trên tay chưa nào? Vâng, quý vị ơi, hãy nâng cao ly đồ của mình. 1 2 3 2 3 2 3, chúc mừng hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, và quý vị hãy chạm ly với nhau và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Và xin mời hai bên tham gia, chúng ta hãy cùng chạm ly với nhau để tình thông gia thêm gắn kết. Để gửi những lời cảm ơn chân thành và tuyệt vời nhất tới toàn thể quý vị đã đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Mến, và tiếp theo trong chương trình buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến với chương trình nghệ thuật chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa.
Xuân đời, phải
Vâng, xin cảm ơn những bài hát thật tuyệt vời về chủ đề tình yêu của hai nghệ sĩ. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng dành cho hai nghệ sĩ của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những bài hát thật tuyệt vời của họ, được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đến với bữa tiệc ngày hôm nay, quý vị không chỉ chuẩn bị những lời chúc ý nghĩa, những kỷ vật giá trị, mà quý vị chúng ta sẽ có những món quà tinh thần, những lời ca tiếng hát để gửi tới để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ được gặp một người em của cô dâu sẽ lên sân khấu gửi tới tất cả mọi người một ca khúc. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Lần đầu tiên cháu xin gửi lời chào chân thành nhất tới tất cả các cô, các bác, chú, các anh chị và các bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Cháu tên là Khánh, là em họ của cô dâu Hà Phương. Và sau đây xin gửi tặng tất cả mọi người và đặc biệt là cô dâu chú rể một ca khúc của ca sĩ Lam Trường. Và chúc cho anh Trung và chị Phương sẽ tình yêu nó sẽ như tên của bài hát này, đó là ca khúc Mãi Mãi.
một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ca khúc rồi ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và nhà gái em hái, nhà trai có kém gì đâu. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị tiếp tục thưởng thức một tiết mục giao lưu đến từ gia đình nhà trai do bạn Minh Đức thể hiện. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ giao lưu, chúc mừng hạnh phúc cho anh chị Quang Trung và Hà Phương trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên Minh Đức xin chúc anh chị trăm năm hạnh phúc và tiếp tục chương trình văn nghệ. Xin gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát mang tên Thiên Đường Ái Vân. Đường nào vào thiên đàng ái ân, là đường vào yêu thương ân cần. Đường cho thương yên nở vô lưới, có mùa vàng đường muôn trái hương. Một quả mắt rất vui, là đường về ta mong trong rồi. Một đông em nhau nở vô lưới, có muôn đời làm để cho yêu nhé. Gửi tới đến cô dâu chú rể những lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất. Xin chúc quý vị có một buổi chiều thật vui vẻ. Xin cảm ơn. Chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, một lần nữa thay lời cho hai bên gia đình, xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã bớt những khoảng thời gian thật tuyệt vời, ý nghĩa của mình đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng. Kính chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.